Dù là mổ mở hay là mổ nội soi thì bệnh nhân mổ thai ngoài tử cung cũng cần xây dựng riêng chế độ sinh hoạt, vận động và dinh dưỡng phù hợp để tránh làm vết mổ bị động. Ngoài ra, nếu như không được chăm sóc đúng cách thì vết mổ rất lâu lành, thậm chí còn ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản kề cận. Sau đây là những điều cần tránh sau khi mổ thai ngoài tử cung. 1. Kiêng không vận động mạnh. Khi mới vừa mổ xong, tình trạng sức khỏe của chị em còn yếu và cơn đau vẫn còn vì tử cung bị tổn thương và vết mổ chưa lành. Thời gian này người bệnh cần tập trung nghỉ ngơi, hạn chế vận động, tuyệt đối không làm việc nặng nhọc hay mang vác đồ vật nặng, đồng thời nên dành thời gian nghỉ ngơi tại chỗ trong 10 đến 15 ngày, chỉ nên đi lại trong nhà khi cần thiết để kích thích máu lưu thông làm lành vết mổ. Tuyệt đối không ngồi trên xe, đi trên những đường dằn sóc và hạn chế những cử động mạnh trong tuần đầu tiên sau khi mổ. Ngoài ra, người bệnh cũng cần kiêng tập thể dục trong 2 tháng đầu sau khi mổ. Tốt nhất chỉ nên đi bộ khoảng 15 phút khi vết mổ đã lành hoàn toàn. 2. Không để cơ thể nhiễm lạnh. Trong thời gian hồi phục này, tuyệt đối không để cơ thể nhiễm lạnh. Vì thế, chị em không nên tắm nước lạnh, không tắm khuya và hạn chế thói quen uống nước đá lạnh. Trường hợp cần thiết, chị em có thể dùng nước ấm để tắm rửa và lau cơ thể. Tốt nhất là trong tuần đầu tiên, người mới mổ xong không nên tắm. 3. Các thực phẩm cần kiêng. Chế độ ăn uống có vai trò rất quan trọng giúp chị em sau mổ thai ngoài tử cung phục hồi tốt. Chế độ kiêng cữ sau mổ thai ngoài tử cung bao gồm một số loại thực phẩm dễ để lại sẹo, thức ăn cay nóng hoặc những loại thực phẩm dễ gây dị ứng. Sau đây là những loại thực phẩm mà chị em cần kiêng để vết mổ nhanh lành, không để lại sẹo. Thực phẩm kích thích sẹo lồi. Trong nhiều khuyến cáo hướng dẫn, đối với những chị em mới mổ thai ngoài tử cung nói riêng và phẫu thuật nói chung, không nên ăn rau muống kể cả đồ nếp. Thực phẩm có tính hàn. Một số món ăn có tính hàn như thịt trâu, thịt ba ba, thịt hải sản, cua đồng, ốc có thể gây ức chế sự ngưng tụ của máu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của vết mổ. Món ăn từ đậu và sữa đậu nành. Chị em vừa mới mổ thai ngoài tử cung không nên dùng thực phẩm liên quan đến đậu nành. Do thành phần phi tết có trong đậu nành gây khó khăn cho việc hấp thụ sắt, trong khi đó sau khi mổ, cơ thể chị em cần được bổ sung lượng máu lớn để cơ thể hồi phục càng sớm càng tốt. Hạn chế ăn gừng. Do thành phần của gừng có chứa các chất co thắt tử cung và tác động đến những cơ quan khác. Nếu không cẩn thận mà dùng gừng với số lượng nhiều, có thể sẽ gây xuất huyết. Không ăn thức ăn cay nóng. Người mới làm phẫu thuật tuyệt đối không nên ăn thực phẩm cay nóng, đặc biệt là thực phẩm có nhiều ớt. Các loại thực phẩm này có thể kích thích tạo nên những cơn co thắt tử cung mạnh và làm chậm quá trình tái tạo tổn thương. Chất kích thích. Các loại bia rượu hoặc nước uống có ga đều chứa một lượng đáng kể chất kích thích. Điều này sẽ làm tăng sự lão hóa của tế bào, làm chậm quá trình hồi phục và đồng thời có thể khiến cho tử cung bị viêm loét và mưng mủ thêm. Bên cạnh những điều cần tránh trên, các mẹ bầu sau khi mổ thai ngoài tử cung cũng cần nên lưu ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa như cháo, các món súp, sữa ấm, nước trái cây trong tuần đầu tiên sau mổ để vết mổ mau lành.